Căn cứ vào mẫu bàn tay của chị thì em thấy là bàn tay da tay rất là hồng hào, tươi sáng. Các gò nổi lên rất là cao. Số chị là số không khổ vì công việc mà khổ tâm. Khổ tâm, tâm luôn phải lo lắng, lo nghĩ cho người này người khác đấy. Đến đến tận bây giờ đấy vẫn phải lo. 69 tuổi đầu rồi vẫn phải lo tất bật. Về tuổi thọ của chị còn cao lắm, số này phải đến 90 nhé. Nhưng bây giờ đau lắm đấy, Đau mỗi là một lần chuyện, khó. đau là một chuyện nhưng mà sống vẫn là một chuyện đấy. Nên nhớ, đại nạn không chết ắt sẽ được phúc báo đấy, đúng không? Té ngã như vậy tưởng chết nhưng mà rồi vẫn bình thường, bình an hết đấy. Thì thôi, tất cả mọi cái tai nạn, mọi cái bệnh tật nó đều là do cái nghiệp chướng của mình, có thể kiếp này hoặc là từ kiếp trước. Nhưng mà thôi, đã chịu rồi thì thôi, không oán trời không trách người, rồi mọi thứ nó sẽ qua hết. Đấy. Đấy, chị cứ yên tâm. Còn số chị thì cái đường hôn nhân nó xấu lắm. Số này cuối đời chỉ có ở một mình thôi. Đấy. Tình cảm hôn nhân chán lắm. Tiền thì không phải lo lắng, kinh tế không phải đáng lo, nhưng mà khổ nhất là khổ tâm đấy. Bà lấy vợ cho chồng rồi. Lấy vợ cho chồng đấy. Được thằng cu thì có chỗ cắm ngựa rồi, nhưng mà Đúng là cứ chuyện cứ tưởng như trong phim đúng không? Ông ấy lấy vợ lâu chưa? Để cháu cháu năm nay nó bắt đầu chuẩn bị vào đại học này. Đấy, vì thế bảo sao chị khổ tâm đấy, khổ với tinh đấy. Nhưng mà thôi, con người ta sinh ra ở cõi trần gian này thì ai cũng phải chịu một cái nỗi khổ riêng. Nhưng mà ít nhất về vấn đề kinh tế tài chính thì em thấy về hậu vận em thấy là chị tốt lắm. Không có đáng ngại, kinh tế sẽ khá, con cái nó cũng thành đạt đấy. Nó cũng có hiếu, nó lo lắng cho chị đấy. Về cung tử tức rất là tốt. Đúng là cái năm 2023 vừa qua là cái năm xấu, tồi tệ, bao nhiêu cái thứ đen đủi nó tới. Năm đó là cái vướng cái ngôi sao Thổ Tú. 2023 là ngôi sao rất là xấu. Dính hạn Diêm Vương đấy. May mà Diêm Vương nó chưa mời đi đấy, không thì cũng Diêm Vương mời đi rồi. Chẳng qua là vẫn còn phước đấy. Cố gắng cuối đời lo cất giữ tiền bạc, tích lũy, hạn chế đừng cho vay mượn. Không Bây là giờ có làm có đi làm nữa đâu ạ? Bây giờ vợ trắng tay thì chả có gì ạ. và cố gắng phải giữ gìn, bởi vì số này cho vay mượn là mất không lấy được lại. Còn cũng khổ lắm, thương người thì là cũng vay mượn hộ đấy, cùng nó lừa cho hơn 1 tỷ, chán đi vào đây đấy. Nhưng mà không sao, cô yên tâm, con cái cô nó lo lắng cho hết. Có cháu phải giả lỡ đẩy cho đi, thương lắm. Cứ nghĩ là mình ngu đem thương con thương cháu, khóc ngày khóc đêm. Cái cháu nó túng mà nó giả hồn đấy, cho bây giờ người ta trốn đi rồi. Thì thầy thử xem thế nào, bây giờ ra rồi chẳng làm ăn gì được, bây giờ phải dựa con cháu thì làm gì còn tích lũy được cái gì đâu ạ. Yên tâm, con cái nuôi con hòng cũng đến tuổi về già, nuôi chúng nó khôn lớn mấy chục năm, chúng nó nuôi mình 10 năm 20 năm chả có vấn đề gì hết. Nên cứ yên tâm, con cái nó có hiếu thuận thế là cái điều may mắn rồi. Đấy, đó là cái điều tốt rồi, nên cô cứ yên tâm đấy. Còn cuối đời hậu vận của cô thì tốt, còn mỗi về vấn đề tình cảm thì này kia thì thôi phải chịu khổ suốt đời vậy. Thế đấy không nói nữa. Chấp nhận đấy. Thầy con chấp nhận mà. Con biết con không đẻ được con trai thì con phải đi lấy vợ cho chồng con thôi. Cũng là tại vì chồng con liệt sĩ cho nên là con cũng để hy sinh. Con một cho nên là con cũng muốn nó vào vào trong thôi, chứ còn thì chẳng ai có san sẻ chồng mình với ai cả. Thôi chị yên tâm đi nhé, không có gì phải lo đâu nhé.
Tay của chị về cuối đời có hậu lắm, kết cục tốt lắm. Luôn. Con cái nó có hiếu, sức khỏe ở đây sẽ hồi phục lại. Đấy. Nhưng mà thì thầy bảo là con ở trong miền Nam hay là ra Bắc. Miền Nam tôi thì cũng vẫn muốn ra Bắc để được các cụ nữa, còn ông bà chết rồi ở ngoài đấy. Nếu mà ở trong này mà sức khỏe mới là tốt thì con lên ở, thì nên ở hay là đi? Cố gắng số này đi xa quê xa nhà thì tốt hơn. Dạ. Không nên về quê. Nhưng mà cái con trong này thì nó tốt nhưng mà nó nghèo quá. Không sao. Quan trọng thì mình làm gánh nặng cho nó ấy. Không sao, chả vấn đề gì. Khi nào nó bảo nó không nuôi nổi mẹ nữa thì thôi. Đấy, mình khi nó nào muốn mẹ ở đây trông nom con nó. Đúng rồi, nói chung là có qua có lại. Cố gắng thì khi chân tay tốt rồi là phụ việc nhà cho nó. Nói chung là mình già rồi nhưng mà vẫn có cái giá của già chứ, đúng không? Dạ. Vẫn còn sức khỏe chứ, vẫn có thể lao động. Hồi 50 tuổi thì ba đứa con đứa nào cũng muốn giành giật mẹ. Ai đi đâu tặng bảo cũng mỗi một mẹ với ba đứa con đấy nào muốn ở với mẹ. Vâng, ở cứ yên tâm nhé, chúc mừng cô. Con cái hiếu thảo nên là tốt rồi. Sợ nhất cuối đời nhiều tiền nhưng mà con cái nó hư mới là cái điều đau đầu đấy. Có cháu ngoan lắm mà.